Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, Tiêu Viêm, Thanh Lân và Hắc Kình đi qua một thông đạo không gian do Thái Cổ Hư Long tạo ra để đến Long Đảo, nơi ở của tộc Thái Cổ Hư Long. Long Đảo là một hòn đảo khổng lồ trôi nổi trong không gian hư vô, được bảo vệ bởi nhiều cường giả của Thái Cổ Hư Long tộc. Trên đường đi, Thanh Lân cảm nhận được khí tức đáng sợ của các cường giả Thái Cổ Hư Long. Đồng thời linh hồn viễn cổ thiên xà trong cơ thể nàng cũng có chút dao động khi đến gần lãnh địa của Thái Cổ Hư Long tộc. Họ gặp Tam trưởng lão Trúc Ly, một cường giả đấu tôn đỉnh phong, thậm chí có thể đã đạt đến cảnh giới bán thánh. Trúc Ly tiết lộ rằng Tử Nghiên đã gặp nạn do không thể hấp thụ năng lượng từ Long Hoàng căn nguyên quả, khiến năng lượng này bị thực thể hóa và biến nàng thành người băng. Cuối cùng, Trúc Ly dẫn Tiêu Viêm đến một thạch điện, nơi Tử Nghiên đang bị phong ấn trong băng. Nhìn thấy Tử Nghiên hoàn toàn bị băng bao phủ, không còn chút sinh cơ, Tiêu Viêm vô cùng kinh hãi. Chuyển sang phần 5 tập 148 của Đấu Phá Thương Khung. Vù. Ánh mắt Tiêu Viêm động trên tế đàn, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi ảo não rồi sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tử Nghiên giờ phút này đã không còn một chút khí tức sinh mạng nào. Nếu không thể cảm nhận được linh hồn quen thuộc dao động khe khẽ thì chỉ e hắn đã nghĩ hiện giờ Tử Nghiên đã bỏ mình. Đây chính là năng lượng thực thể hóa. Bên cạnh Tiêu Viêm, Trúc Ly trưởng lão cũng thở dài rồi nói, "Cái năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả quá mức khủng bố, nó đã trực tiếp ngưng tụ thành tinh thể tràn ngập mỗi nơi mỗi chỗ trong cơ thể Tử Nghiên. Nếu như không thể hấp thu được những năng lượng này, Tử Nghiên sẽ vĩnh viễn biến thành hoạt tử nhân như hiện tại. Các ngươi cũng quá lỗ mãng." Dù biết lão giả trước mặt có thực lực cực kỳ khủng bố nhưng Tiêu Viêm không nén nổi mà nói với vẻ giận dữ. Nếu không xử lý tốt việc này chỉ e đúng là họ đã hại chết Tử Nghiên. Đối với sự tức giận của Tiêu Viêm, Trúc Ly cũng không phản đối mà chỉ lắc đầu cười khổ. Ông ta không nói gì, dáng vẻ dường như đang thật sự hối hận. Tiêu Viêm tiểu ca, ngươi không cần trách Tam trưởng lão nữa. Dù là cổ long tộc thì cũng chỉ thấy qua Long Hoàng căn nguyên quả vài lần ít ỏi. Vì vậy chúng ta cũng không hiểu về nó hoàn toàn, cho nên mới sinh ra chuyện như vậy. Hắc Kình một bên khuyên nhủ. Trước nay đã có ai hấp thu thành công loại quả này chưa? Như chợt nhớ tới chuyện gì, Tiêu Viêm đột nhiên hỏi. Có. Nhưng chỉ thành công hai lần. Một lần là do Thiên Hoàng tộc có được, bởi vậy Thiên Hoàng tộc đã xuất hiện một cường giả đỉnh cấp. Ở thời kỳ ấy, bọn họ ngay cả Thái Cổ Hư Long tộc cũng bị bọn họ áp chế hoàn toàn. Chẳng qua, may mà mấy trăm năm sau cổ long tộc ta rốt cuộc cũng chiếm được một quả khác, lúc này thực lực của hai bên mới được cân bằng. Nhưng cuối cùng, trong một lần huyết chiến cả hai vị cường giả có huyết mạch vương giả này lại đồng vu quy tận. Trúc Ly trưởng lão gật gù rồi nói tiếp, kể từ sau lần đó, Thiên Hoàng tộc tất cả đều mai danh ẩn tích. Long Hoàng căn nguyên quả cũng không cách nào xuất hiện thêm lần nữa. Lúc này đây chính là bình sinh lão phu mới chứng kiến lần đầu. Chỉ thành công qua hai lần sao? Tiêu Viêm chau mày rồi thở dài. Hắn hiểu được có dây dưa hỏi thêm nữa lúc này cũng hoàn toàn vô dụng, lập tức nói, hiện giờ phải làm thế nào mới cứu được Tử Nghiên? Loại năng lượng thực thể hóa do Long Hoàng căn nguyên quả ngưng tụ thành cực kỳ cứng rắn. Dù cho lão phu tự mình động thủ cũng không thể đánh nát nó được. Thêm nữa, nếu đánh nát thì cũng cực kỳ lãng phí. Bây giờ vẫn còn tiếc rẻ những năng lượng này sao? Tiêu Viêm cao mày nói. Ai? Tiêu Viêm tiểu hữu. Hẳn ngươi không hiểu hiện trạng của cổ long tộc. Chúng ta giờ đây rất cần một người có huyết mạch vương tộc, hơn nữa phải là một vị tộc trưởng có thể trấn áp hết thảy mọi tràn diện. Trúc Ly cười khổ, nói. Sao lại thế này? Thái cổ hư long tộc của ngài cường hãn đến thế, như thế nào lại gặp chuyện tình khiến các người phải do dự thế này? Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của ông ta, Tiêu Viêm cũng sửng sốt rồi hỏi với giọng kinh ngạc. Nghe vậy, Trúc Ly tần ngần một lúc. Sau hồi lâu mới cắn răng, nói, xem như Tiêu Viêm tiểu hữu cũng có quan hệ sâu sắc với bổn tộc thì có nói cho ngươi biết cũng không sao. Cổ Long Đảo mà ngươi thấy bây giờ không phải là cổ Long Đảo hoàn chỉnh mà chỉ là một phần tư của hòn đảo hoàn chỉnh. Một phần tư? Tiêu Viêm ngẩn người rồi, nhưng phản ứng cực nhanh, vì vậy còn ba phần kia. Không lâu sau khi phụ thân Tử Nghiên mất tích thì cổ Long Đảo đã liền bị phân chia thành bốn bộ phận. Mà cả hòn đảo cũng bị chia làm bốn phiêu đảng riêng rẽ trong hư không. Trúc Ly tiếp, nghe nói cách khác, Thái Cổ Hư Long tộc ngươi thấy bây giờ kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Hít hà.
Tiêu Viêm không nén nổi mà phải hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ có một phần tư lực lượng cư nhiên đã khủng bố như vậy, thế thì thực lực của Thái Cổ Hư Long tộc này cũng cường hãn quá mức rồi. Khó trách có thể lưu truyền bất diệt từ thời viễn cổ đến nay. Cách một khoảng thời gian bốn mảnh long đảo sẽ gặp nhau trong hư không, mà khi đó tất nhiên sẽ xảy ra giao thủ. Tam đảo chủ còn lại đều muốn thống nhất Thái Cổ Hư Long tộc, nhưng thực lực mỗi bên đều không quá sai biệt. Bởi vậy, dù trải qua nhiều năm nhưng Thái Cổ Hư Long tộc vẫn ở vào trạng thái phân liệt như trước. Trúc Ly thở dài, nói: ba long đảo còn lại cũng đều có được huyết mạch vương tộc Thái Cổ Hư Long. Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi: Thái Cổ Hư Long tộc này đặt rất nặng vấn đề huyết mạch. Thái Cổ Hư Long bình thường nếu không có tình huống gì đặc biệt thì rất khó có khả năng trở thành thống lĩnh chân chính. Miễn cưỡng xem như vậy. Nhưng huyết mạch của bọn họ đều xa xa không thuần túy bằng Tử Nghiên. Trúc Ly khẽ lắc đầu, nói: sở dĩ chúng ta bức thiết muốn Tử Nghiên nhanh chóng hấp thu Long Hoàng căn nguyên quả, kỳ thật là cũng muốn nàng tiến hóa nhanh hơn. Sau đó, khi tứ đảo hợp lại thì vững vàng thống nhất Thái Cổ Hư Long tộc. Khó trách. Nghe đến đây, Tiêu Viêm thầm thoáng giật mình. Trách không được vì sao mấy năm nay Cổ Long tộc lại im lặng như thế. Nguyên lai không phải bọn họ thích như vậy mà bởi nội chiến trong tộc nên căn bản không cách nào phân tâm với những cường địch khác. Nếu không có duyên cớ này, trong giới ma thú, chúng ta còn dung cho Thiên Yêu Hoàng tộc cho đến Cửu U Địa Minh mãn quật khởi đến bực này. Trúc Ly lại thở dài ảo não, ngữ khí rất bất mãn với hai đại tộc còn lại. Trái lại ông ta cũng không rõ, ở thời xa xưa chỉ có lão tổ tông của hai đại tộc này có thể đối kháng với Cổ Long tộc. Còn hậu duệ chỉ được truyền thừa một ít huyết mạch thì có thể là cái gì? Không ngờ Thái Cổ Hư Long tộc cư nhiên còn có bí mật như vậy. Nhưng bọn họ bảo vệ bí mật cũng quá tốt, những thế lực biết được nội chiến của Hư Long tộc e rằng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Viêm thầm tán thán. Việc này, mong Tiêu Viêm tiểu hữu bảo mật. Nếu lộ phong thanh mà nói thì khó có thể ngăn cả các thế lực cường đại có ân oán với Cổ Long tộc ta nhúng tay vào. Trúc Ly nghiêm mặt nói: xin Trúc Ly trưởng lão yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không truyền ra. Tiêu Viêm nghiêm mặt gật đầu, chợt quay nhìn tế đàn, nói: ê, nếu Trúc Ly trưởng lão cho gọi ta, hẳn trong tương lai sẽ có thể giúp gì cho Tử Nghiên a? Nếu ta đoán không sai thì hẳn là dị hỏa. Tiêu Viêm tự hiểu, lấy năng lực của hắn mà có thể làm cho Thái Cổ Hư Long tộc coi trọng thì chỉ có hai việc. Thứ nhất là luyện dược thuật của hắn, thứ hai chính là dị hỏa trong cơ thể hắn. Chẳng qua, tuy nói Tiêu Viêm hiện giờ là bát phẩm luyện dược tông sư, nhưng những người mạnh hơn hắn không phải là không có. Như thế mà luận thì chỉ còn một khả năng là dị hỏa. Ha ha, không hổ là hậu nhân của Tiêu Huyền. Trúc Ly gật đầu cười, nói: Long Hoàng căn nguyên quả tạo thành tinh tầng năng lượng cực độ cứng rắn, ngay cả ta cũng không thể nào đánh vỡ. Bởi vậy muốn nó tan ra, hơn nữa khiến cho Tử Nghiên có thể hấp thụ năng lượng này thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh dị hỏa của ngươi. Chẳng qua phóng mắt nhìn thì những loại dị hỏa bình thường cũng không có tác dụng gì đối với tinh tầng năng lượng này. Duy chỉ có những loại dị hỏa bài danh trong 10 hạng đầu mới có thể đảm đương. Ngươi thân mang nhiều loại dị hỏa, hơn nữa còn có thể dung hợp chúng thành một loại khác có uy lực vượt xa, dĩ nhiên có thể so với những loại dị hỏa xếp hạng 6-7. Dùng nó để đối phó tinh tầng năng lượng này cũng không phải là chuyện không có khả năng. Mặc dù lão phu cũng biết những cường giả có dị hỏa khác ở Trung Châu, nhưng sẵn có năng lực và lại là người đáng tin cậy lại chỉ có mỗi Tiêu Viêm tiểu hữu ngươi. Vì vậy lần này mới để Hắc Kình hỏa tốc mời ngươi đến. Nghe vậy, lúc này Tiêu Viêm chợt cảm thấy giật mình rồi chợt lâm vào trầm ngâm. Nếu Trúc Ly chỉ cần dị hỏa xếp trong 10 hạng đầu thì trái lại không có vấn đề gì. Dù sao, chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là có thể đáp ứng được yêu cầu này, huống chi còn dung hợp thêm 3 loại dị hỏa khác. Việc này có liên quan cực kỳ trọng đại đến truyền thừa của Thái Cổ Hư Long tộc trong tương lai. Thế nên thỉnh Tiêu Viêm tiểu hữu có thể tận lực tương trợ. Trúc Ly trịnh trọng chắp tay với Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Sau đó Hắc Kình cũng ôm quyền hành lễ với vẻ mặt nghiêm trang. Xin Trúc Ly trưởng lão yên tâm. Chỉ cần bằng một điểm Tử Nghiên là bằng hữu của ta, Tiêu Viêm liền toàn lực tương trợ. Việc này bàn như thế nào, liền nghe trưởng lão phân phó toàn bộ. Có bất kỳ chuyện gì cần thiết chỉ cần nói một tiếng là được. Tiêu Viêm đáp với vẻ mặt nghiêm túc. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, vẻ mặt của Trúc Ly trưởng lão cũng tươi hẳn lên nhiều, thở dài nói,
Tiêu Huyền nếu biết được hậu nhân sau này của Tiêu gia hắn lại xuất hiện một người ưu tú như vậy, hẳn là có thể mỉm cười nơi chín suối. Hắc hắc, ta xem Tiêu Huyền còn không so nổi với hậu bối của hắn ấy chứ. Lúc hắn đã vận dụng huyết mạch lực của Tiêu gia đến cực hạn, Tiêu gia mới có thể đạt tới độ cao năm đó. Nhưng làm thế lại dẫn đến huyết mạch của tộc nhân sau này đều bị phế đi. Mà bây giờ Tiêu Viêm chỉ dựa vào năng lực của mình mà đã đạt đến bước này. Nếu cho hắn đủ thời gian, vượt qua Tiêu Huyền không phải là chuyện không có khả năng. Hắc Kình cười nói. Nghe vậy, Trúc Ly cũng gật đầu cười rồi nhìn Tiêu Viêm, nói, ngươi đừng trách Tiêu Huyền làm cho huyết mạch lực của hậu nhân đời sau gần như tiêu hao không còn. Năm xưa, hắn cũng phải bất đắc dĩ mới đập nồi dìm thuyền. Nếu như hắn đủ năng lực đột phá đấu thánh đỉnh thì huyết mạch lực của Tiêu gia liền có thể duy trì một lần nữa, Tiêu gia nhất tộc cũng sẽ trở thành chủng tộc viễn cổ như cổ tộc. Bất quá thật đáng tiếc, do hắn xem thường sự khó khăn khi đột phá đấu thánh nên lúc tối hậu mới rơi vào kết cục vẫn lạc thương tâm như thế. Nghe hai người bàn luận, Tiêu Viêm dù vẫn mờ mịt nhưng hắn mơ hồ cảm giác được sự thống khổ và hối hận ở thời khắc tối hậu của vị tổ tiên kia năm xưa. Tổ tiên cũng vì hậu nhân của Tiêu gia a. Tiêu Viêm khẽ há mồm. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt vị tổ tiên kia, nhưng trong lòng lại chợt sinh ra kính ý với vị tổ tiên Tiêu Huyền kia. Ha ha, không nói những chuyện này nữa. Trước tiên ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, lão phu cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Sau đó chúng ta sẽ lập tức động thủ. Trúc Ly tỏ vẻ không muốn thảo luận đề tài này thêm, liền cười rồi chuyển lời. Vâng. Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu, chợt chuyển mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đang nằm trên tế đàn. Hắn siết chặt tay, nhẹ giọng thì thầm, Tử Nghiên yên tâm. Nhất định ta sẽ hết sức cứu muội. Hai ngày kế tiếp, Tiêu Viêm và Thanh Lân cũng lưu lại trên Cổ Long đảo, mà Trúc Ly trưởng lão cũng đang chuẩn bị những thứ gì đó để luyện hóa năng lượng tinh tần cho Tử Nghiên. Bất quá tuy bận rộn nhưng ông ta cũng đã phân phó Hắc Kình chiêu đãi hai người thật tốt. Bởi vậy hai ngày thời gian chờ đợi nhàn nhã cũng trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày thứ ba, rốt cuộc Trúc Ly trưởng lão với nét mặt ngưng trọng cũng xuất hiện trước mặt mấy người Tiêu Viêm. Thấy thế, hắn cũng hiểu được hôm nay hẳn là ngày phải bắt đầu động thủ. Tiêu Viêm tiểu hữu, mời theo lão phu đến đấy đi. Trúc Ly nói với Tiêu Viêm liền xoay người đi trước dẫn đường. Sau đó, mấy người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng theo sát. Một đường bay theo Trúc Ly bay sâu vào bên trong Long đảo. Ở ven đường, Tiêu Viêm phát hiện không khí trên đảo hôm nay đều trở nên căng thẳng và nghiêm trang hơn rất nhiều. Cứ cách một khoảng, đôi lúc hắn lại cảm nhận được có vài ánh mắt cảnh giác quét qua hư không. Mặc dù chúng ta đã thực hiện rất tốt công tác bảo mật, nhưng Tử Nghiên quá mức trọng yếu với Cổ Long tộc nên vì thế không thể xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Cho nên, phòng ngự hôm nay trên Long đảo đã được đẩy lên bậc cao nhất. Dọc đường đi, nghe Trúc Ly giải thích thì Tiêu Viêm mới cảm thấy kinh ngạc. Sau khi bay thẳng vào sâu trong Long đảo, Tiêu Viêm vì rất nhạy cảm nên phát hiện tựa hồ năng lượng thiên địa ở nơi này đang dần dần trở nên nóng hơn nhiều. Nơi này, thậm chí còn có một ngọn núi lửa. Cẩn thận cảm ứng một lúc, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bút tích của Thái Hư Cổ Long tộc này quả nhiên không nhỏ, không nghĩ tới lại còn tạo nên một ngọn núi lửa chân thật trên hòn đảo này. Phi hành mất suốt 10 phần chung, Trúc Ly trưởng lão phía trước mới giảm bớt tốc độ. Theo tầm nhìn của ông ta, Tiêu Viêm cũng dõi theo về phía trước. Chỉ thấy nơi đó có một ngọn núi thật lớn, trên đỉnh có bốn cạnh. Một cột khói trắng có nhiệt độ vô cùng khủng khiếp từ bên trong lượn lờ dâng lên. Vù! Khi Tiêu Viêm và Trúc Ly đến không trung nơi này, một bóng đen chợt lướt tới từ xa, sau đó xuất hiện trước mặt hai người Tiêu Viêm. Ngài! Thiết Kiếm Tôn giả. Ngài làm sao lại ở đây? Mới đầu, Tiêu Viêm chỉ tùy ý thoáng nhìn thân ảnh này. Nào ngờ vừa nhìn rõ thì ánh mắt hắn hoàn toàn như cứng lại, thất thanh nói bằng giọng có vẻ khó tin. Bóng người trước mặt vẫn hắc bào, sau lưng đeo một thanh thiết kiếm. Dung mạo như vậy rõ ràng là Thiết Kiếm Tôn giả lúc trước cùng theo nhóm người Tiêu Viêm đi hồn điện giải cứu Dược lão. Chẳng qua, tại thời điểm cuối cùng rõ ràng là ông đã đơn thân lưu lại ngăn cản Hắc Bạch Thiên Tôn. Vốn dĩ Tiêu Viêm nghĩ ông đã lành ít dữ nhiều, nhưng không thể ngờ được lại gặp ông ở nơi này một lần nữa. Ha ha! Nhìn thấy bộ dáng kinh hỉ này của hắn, Trúc Ly trưởng lão cười vang, mà khóe miệng Thiết Kiếm Tôn giả cũng giật giật giống như đang muốn nở một nụ cười.
vị cường giả thần bí ngày đó, chẳng lẽ là Trúc Ly trưởng lão? Tiêu Viêm chớp mắt, chợt nhìn Trúc Ly với vẻ kinh ngạc rồi nói. Khi Tử Nghiên rời khỏi, ta cũng âm thầm đi theo nàng. Nàng quá mức trọng yếu đối với Thái Cổ Hư Long tộc, nên làm sao ta dám để nàng một mình xông loạn được. Trúc Ly trưởng lão vuốt râu cười nói, ở ngày đó ta cũng chỉ định nàng ổn định khe nứt không gian một chút, ngoài ra cũng không hỗ trợ gì thêm. Về phần thiết kiếm, lão phu thật sự thưởng thức tính tình của hắn, cho nên khi các ngươi rời khỏi thì mới cứu hắn thoát khỏi tay hồn điện. Không nghĩ tới, trong lúc bất tri bất giác, tiểu tử đã nhờ Trúc Ly trưởng lão một phần ân tình. Tiêu Viêm cười khổ, nói, việc nhỏ mà thôi. Trúc Ly tùy ý khoát tay áo, sau đó chuyển mắt nhìn Thiết Kiếm Tôn Giả, hỏi, đã chuẩn bị tốt chưa? Thiết Kiếm Tôn Giả khẽ gật đầu. Thấy thế, Trúc Ly trưởng lão cũng gật đầu, vung tay ra hiệu cho Tiêu Viêm rồi thân hình từ từ bay về phía trước rồi cuối cùng huyền phù tại cột khói màu trắng nóng rực trên đỉnh núi. Tiêu Viêm cũng theo sát đến nơi, ánh mắt nhìn vào đó lại phát hiện miệng núi lửa kia giờ phút này cư nhiên lại huyền phù một chiếc cự đỉnh toàn thân xanh biếc. Ánh mắt xuyên qua cự đỉnh, chỉ thấy trong đó có một thân hình nhỏ xinh đang yên lặng trôi nổi. Rõ ràng, đó chính là Tử Nghiên. Tiêu Viêm tiểu hữu, năng lượng thuộc tính hỏa ở nơi này vô cùng dày đặc. Nếu thi triển dị hỏa nơi đây thì uy lực có thể được tăng lên rất nhiều. Trúc Ly trưởng lão lại trỏ tay vào cự đỉnh, sắc mặt có phần căng thẳng, tiếp. Chẳng qua, dị hỏa quá mức bá đạo nên vì vậy phải cần lực khống chế vô cùng khủng khiếp. Để sau khi luyện hóa được năng lượng tinh tầng mới không thương tổn đến Tử Nghiên. Điểm này, bằng bổn sự hiện tại của tiểu hữu hẳn là làm được a. Vâng. Tiêu Viêm gật nhẹ đầu. Hắn sớm đã khống hỏa đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy, chuyện này với hắn mà nói thì cũng không là khó khăn gì lớn lắm. Thấy thế, Trúc Ly trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vào hướng xung quanh ngọn núi rồi nói, để trong khoảng thời gian này, lão phu và rất nhiều cường giả của Cổ Long tộc sẽ tọa trấn nơi đây, tuyệt không để bất cứ chuyện gì có thể quấy nhiễu ngươi được. Tiêu Viêm đưa mắt theo hướng Trúc Ly đã chỉ. Bằng linh hồn lực hơn người, hắn đích thực cảm giác được có không ít khí tức mạnh mẽ cực độ đang ẩn giấu trong phạm vi ngọn núi này. Mặt khác, luyện hóa Long Hoàng tinh tầng cũng không dễ dàng. Vì nó chính là một quá trình rất tốn thời gian, hơn nữa tiêu hao đấu khí cũng cực kỳ khủng bố. Nói đến đây, Trúc Ly trưởng lão siết chặt tay, một bình ngọc màu trắng sẫm lập tức xuất hiện bên trong. Ông tay khẽ vuốt ve rồi nói với Tiêu Viêm, đây chính là 5 giọt cổ long tinh huyết mà lão phu đã luyện hóa được. Chúng không chỉ có tác dụng khôi phục đấu khí trong nháy mắt mà còn có kỳ hiệu rèn gân luyện cốt. Nếu đấu khí của ngươi không thể duy trì liên tục thì hãy phục dụng mỗi ngày một giọt. Thật cẩn thận nhận lấy bình ngọc, cảm thụ năng lượng như biển trong đó truyền ra. Dù bằng nhãn lực và kiến thức của Tiêu Viêm cũng không nén được mà trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đối với sự trân quý của cổ long tinh huyết, hắn tự nhiên hiểu được 5 giọt máu bị luyện hóa này khi được mang ra ngoài sẽ khiến những cường giả đấu tôn tranh nhau đến vỡ đầu. Dù sao, thứ này không chỉ có công hiệu khôi phục đấu khí bị tiêu hao mà còn có hiệu dụng luyện thể. Nếu biết cách sử dụng hiệu quả, thì đích thực thân thể người dùng hẳn có thể so sánh với ma thú. Sự tình chuyện này có liên quan trọng đại, ta cũng không tiếp tục tán phét thêm nữa. Cổ long tinh huyết này tuy trân quý nhưng tiểu tử ngươi cứ tạm thời nhận lấy. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm cũng không thể khách khí thêm nữa, lập tức ôm quyền, sau đó hít sâu một hơi rồi hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trên khoảng không trên miệng núi lửa. Sau đó, hắn liền xếp bằng ngồi xuống rồi chậm rãi tiến đến đối diện với cự đỉnh. Nhìn thấy Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão cũng dần trở nên trang trọng. Ông ta đứng lên thấp giọng thì thầm, cái chuyện kế tiếp liền trông vào ngươi a. Ngồi xếp bằng trước cự đỉnh, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh nhỏ xinh bằng ánh mắt nghiêm trang. Hắn hít sâu vài hơi, đợi đến khi tâm cảnh hoàn toàn yên lặng thì chợt mở miệng quát khẽ. Thiếp. Cùng lúc Tiêu Viêm mở miệng, một ngọn lửa màu tím bên trong ẩn ẩn một sắc trắng sẫm cũng từ trong miệng hắn phun ra. Nó chợt đón gió rồi hóa thành một biển lửa ngập trời, cuồn cuộn không ngừng quán chú vào bên trong cự đỉnh. Theo sự xuất hiện của dị hỏa, độ nóng của không gian xung quanh cũng trở nên cháy bỏng. Một số đại thụ che trời xung quanh ngọn núi cũng chợt khô héo cành lá. Ngọn lửa gào thét tiến vào trong cự đỉnh, sau đó dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Viêm đều hội tụ vào một chỗ. Trong sát na ngắn ngủi, nó đã hóa thành hình một cự long bên trong chiếc đỉnh lớn này. Rào. Hỏa long thành hình liền ngửa mặt lên trời gào lên tức giận dữ.
Tiếng rống của nó làm cho chiếc đỉnh khổng lồ cũng phải rung lên. Luyện. Bên ngoài cự đỉnh, thủ ấn của Tiêu Viêm lặng yên biến hóa. Một tiếng quát cũng vang ra từ miệng hắn. Cùng lúc tiếng quát vừa dứt, Hỏa Long cự đại nhất thời bay vút ra. Sau đó dưới vô vàng ánh mắt khẩn trương đang theo dõi chăm chú đã lướt đến thân thể Tử Nghiên một cách dữ dội. Ngay khi sắp va chạm với nàng, thân hình khổng lồ của nó chợt lượn một vòng hoàng mỹ rồi quấn quanh người cô bé. Song song lúc này, nhiệt độ trong cự đỉnh cũng tăng lên đến một trạng thái đáng sợ. Vù, vù, vù. Khi nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng vọt, từng thân ảnh như lưu quang khắp các nơi trên long đảo liền bay vút đến. Sau đó tất cả đều dùng sắc mặt ngưng trọng nhìn lên ngọn núi trên bầu trời. Đây chính là những tộc nhân của Thái Cổ Hư Long tộc. Họ biết được chuyện ngày hôm nay, bởi vậy không một ai dám tạo ra tiếng động quấy nhiễu Tiêu Viêm đang ngưng thần. Đối những người vây xem khắp thiên địa, Tiêu Viêm cũng không hề để ý. Giờ khắc này, tất cả tâm trí của hắn đều hội tụ vào bên trong cự đỉnh. Linh hồn lực tại mi tâm cũng phát ra che trời rợp đất, chuyên tâm khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Bên trong cự đỉnh đã được ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Tuy nói có ngọn lửa ngăn cản tầm nhìn, nhưng cảnh tượng nơi đó vẫn được Trúc Ly trưởng lão và những cường giả khác quan sát rõ ràng. Hỏa Long chiếm cứ. Từng cột lửa khổng lồ từ trong miệng nó phun ra liên tục, cuối cùng mới quấn quanh cơ thể Tử Nghiên đang phiêu phù bên trong. Mà dưới nhiệt độ khủng khiếp ăn mòn, Long Hoàng tinh tầng trên cơ thể Tử Nghiên cũng phát ra từng mũi nhọn ánh sáng tản mát ra sự lạnh lẽo kỳ dị. Lúc tinh tầng lóe lên hào quang thì tựa như có một dao động tràn ngập năng lượng đáng sợ, làm người phải kinh tâm tán đẩm. Dị hỏa không ngừng phục lên thân thể của Tử Nghiên, nhưng Long Hoàng tinh tầng vẫn không có dấu hiệu hòa tan nửa phần như trước nay. Chẳng qua, đối với tình huống này Tiêu Viêm cũng không có gì bối rối. Nếu thứ này có thể tan ra một cách dễ dàng như vậy thì Trúc Ly trưởng lão cũng không cần thỉnh hắn phải ra tay. Sắc mặt Tiêu Viêm lãnh đạm, từ từ nhắm mắt lại. Mà trong đôi mắt khép hờ của hắn lại lóe lên những ánh lửa sắc nhọn và kỳ dị. Dưới dị hỏa, vạn vật đều bị thiêu đốt. Vạn vật đã thế, Long Hoàng tinh tầng này cũng giống như thế. Cả thiên địa dường như đều là một phiến không gian khô hạn và nóng cháy, giống như toàn bộ hơi nước nơi này trong chốc lát đều bị bốc hơi toàn bộ. Cả ngọn núi dưới nhiệt độ này cũng trở nên uể oải, khiến người khác có cảm giác nó cũng vô lực. Sự xanh biếc bao trùm giờ đây cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều. Nhưng, đối với sự biến hóa của phiến thiên địa này không làm ai quan tâm. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều như động lại ở miệng núi lửa khổng lồ kia. Dưới đông đảo ánh mắt quan sát chăm chú, một thân ảnh gầy gầy ngồi xếp bằng trước một chiếc đỉnh khổng lồ đang xuất ra vô số thủ ấn biến ảo. Nhiệt độ trong phiến thiên địa này dường như bị khống chế dưới biến hóa của những thủ ấn kia nên độ nóng lúc cao lúc thấp, làm cho người thường khó có thể chịu đựng trong hoàn cảnh nhiệt độ dao động thất thường như vậy. Trúc Ly trưởng lão phiêu phù trên không trung chắp tay sau lưng, đôi mắt chăm chú nhìn đỉnh núi lớn trước mặt, mà lúc này sắc mặt ông ta cũng căng thẳng khác thường. Trúc Ly, ngươi thật sự tin Tiêu Viêm hắn có thể luyện hóa được Long Hoàng tinh tầng? Một thanh âm già nua từ phía sau ông ta vang lên. Trúc Ly khẽ nghiêng đầu thì lại thấy một lão nhân tóc hai màu đen trắng đang đứng đằng sau mình. Vị lão giả này thân mặc kình trang, có dáng vẻ cẩu thả tùy tiện nhưng lại làm người ta không dám đùa cợt, nhìn qua vô cùng nghiêm khắc. Hắn có thể đoạt ngôi quán quân đang hội hẳn phải có thủ đoạn riêng của mình. Tuy hắn còn trẻ nhưng sau hai ngày tiếp xúc, ta quan sát người này có kinh nghiệm từng trải phong phú, cộng thêm tính cách lại kiên nghị hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi. Trúc Ly trưởng lão chuyển mắt nhìn thân ảnh gầy gầy trên đỉnh núi, đáp. Ngươi nên biết Tử Nghiên đại biểu cho chuyện gì trên Đông Long đảo chúng ta. Lão nhân kia trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Kỳ U trưởng lão không nên lo lắng nhiều. Tuy trên đại lục còn nhiều người sở hữu dị hỏa xếp trong 10 hạng đầu cũng không phải một mình Tiêu Viêm hắn, nhưng hoàn cảnh của chúng ta vốn không thích hợp mời những gia hỏa kia đến hỗ trợ. Trúc Ly trưởng lão lắc lắc đầu, lại nói, y vả lại, trước khi Tử Nghiên hôn mê đã nói phải thỉnh Tiêu Viêm đến hỗ trợ. Nha đầu kia tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không phải người thích lấy sinh mạng mình ra làm trò đùa. Nếu nàng nói như thế thì hẳn phải có sự tin tưởng với Tiêu Viêm rất lớn. Hy vọng thôi. Tử Nghiên hiện tại chính là người có huyết mạch vương tộc đầy đủ nhất. Nếu nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Thái Cổ Hư Long tộc cũng không thể thống nhất hoàn toàn. Lão nhân được gọi là Kỳ U trưởng lão kia cũng khẽ gật đầu, nói, "Ê huống chi, hiện giờ đại trưởng lão và nhị trưởng lão còn đang bế tử quan. Không ai có thể biết được khi nào họ mới xuất quan. Không có nhị vị kia,
thực lực của Đông Long đảo chúng ta trong tứ đảo cũng chẳng chiếm được ưu thế gì. Trúc Ly trưởng lão thở dài rầu rĩ, nói, hiện tại có muốn những thứ này cũng vô ích. Hay trước tiên hãy hảo hảo chờ chuyện luyện hóa này kết thúc đi thôi. Thêm nữa, phải bảo trì cảnh giác ở mức độ cao nhất. Nếu tam đảo còn lại biết được một ít phong thanh thì rất khó đảm bảo họ không phái cường giả đến tìm hiểu. Tam đảo chủ kia đều là nhân vật giả tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không cho phép người có huyết mạch vương tộc thực sự xuất hiện. Nếu không, tuy bọn họ sẽ bị áp chế dưới uy áp của huyết mạch vương tộc, nhưng những tộc nhân còn lại sẽ rất khó đi theo sự dẫn dắt của huyết mạch vương tộc một lần nữa thống nhất hoàn toàn. Ừ. Kỳ U lặng lẽ gật đầu, chợt nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng dưới cự đỉnh. Thân hình lão chợt động liền từ từ biến mất. Cùng lúc đó, những khí tức cường hãn mịt mờ xung quanh cũng tiêu theo. Thấy Kỳ U biến mất, Trúc Ly cũng đưa mắt nhìn sang Tiêu Viêm rồi nhẹ giọng, Tiêu Viêm, vận mệnh sau này của Thái Cổ Hư Long tộc phải trông vào ngươi rồi a. Xa xa, ở cự đỉnh tại miệng núi lửa, Tiêu Viêm dường như nghe được tiếng thì thầm của Trúc Ly, lông mày hắn chợt nhướng lên rồi phun ra một hơi khí nóng rừng rực từ trong cổ họng. Ngưng. Âm thanh nhẹ nhẹ vang ra theo hơi thở ấy, thân hình hỏa long trong cự đỉnh cũng rung lên một cách kịch liệt. Chợt mọi người nhìn thấy màu sắc của hỏa long bắt đầu chuyển từ tím, trắng sẫm thành một màu tím mờ rất kỳ dị. Gào. Thân hình hỏa long chuyển thành màu tím mờ kia cũng rống lên một tiếng nhỏ, nhưng độ nóng bên trong ngọn lửa lại đột nhiên tăng vọt lên rất cao. Loại nhiệt độ thế này, dù cho một số tộc nhân của Thái Cổ Hư Long tộc cũng đều khẽ biến sắc. Xèo. Ngọn lửa màu tím mờ từ trong miệng hỏa long phun ra liên tục không ngừng, cuối cùng bám lên long hoàng tinh tầng trên cơ thể Tử Nghiên. Khi hai bên va chạm nhất thời tạo thành một chuỗi tiếng động xèo xèo vang lên không ngớt. Mà dưới sự va chạm mãnh liệt này, tinh tầng năng lượng vô cùng chắc chắn kia rốt cục cũng lặng yên hóa thành một giọt chất lỏng màu vàng tím dưới ánh mắt vô cùng kinh hỉ của mọi người. Long hoàng tinh tầng đã tan ra. Giọt chất lỏng màu vàng tím kia tuy rất nhỏ nhưng đã lập tức tạo thành những thanh âm kinh hãi lẫn vui mừng vang lên dưới vô số ánh mắt của những cường giả nhìn đang nhìn chằm chằm. Phù. Lúc này, Trúc Ly trưởng lão cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đôi tay đang siết chặt trong ống tay áo cũng từ từ thả lỏng. Tuy nói đây chỉ là bước đầu tiên nhưng nó đã chứng minh dị hỏa của Tiêu Viêm có thể chân chính hòa tan Long Hoàng tinh tầng. Bước đầu thế này đã cực kỳ khả quan. Kế tiếp chỉ cần Tiêu Viêm có thể kiên trì tới cùng thì sớm hay muộn sẽ triệt để hòa tan tất cả Long Hoàng tinh tầng kia. Đương nhiên, Trúc Ly trưởng lão cũng hiểu được muốn hòa tan Long Hoàng tinh tầng một cách triệt để cần phải có thời gian không ngắn. Nhưng cơm cũng phải ăn từng miếng, mà vật này cũng không phải loại có thể cậy mạnh mà nuốt một lần cho trôi. Có mở đầu hoàn hảo, điều cần làm kế tiếp chỉ là im lặng chờ đợi Long Hoàng tinh tầng hòa tan hoàn toàn. Dưới chờ đợi như thế, gần 10 ngày đã qua tựa như chớp mắt. Trong thời gian này Tiêu Viêm cũng chưa từng nghỉ ngơi một khắc. Mặt khác, đấu khí của hắn đã cạn sạch 2 lần. Chẳng qua 2 lần ấy hắn cũng chưa hề dùng đến cổ long tinh huyết mà Trúc Ly trưởng lão đã cho hắn, mà chỉ dựa vào đấu kỹ phần quyết vừa tiến vào thiên giai để mạnh mẽ hấp thu năng lượng trong thiên địa để bù đắp tiêu hao. Tuy nói tốc độ hấp thu cũng không bù nổi tiêu hao nhưng dựa vào một số đan dược có tác dụng khôi phục đấu khí, Tiêu Viêm vẫn còn kiên trì được. Suốt 10 ngày thời gian không dám ngừng vận chuyển đấu khí quá nửa khắc. Loại nghị lực này, dù cho là những tộc nhân của Thái Cổ Hư Long tộc cũng đều không khỏi cảm thấy kính nể vài phần. Nhưng nếu cứ dùng biện pháp bình thường này thì rõ ràng không có khả năng kiên trì tới cùng. Bởi vậy, đến ngày thứ 15 thì Tiêu Viêm rốt cục cũng không chịu nổi tiêu hao kiểu này nữa. Lúc này, hắn mới lấy ra một giọt cổ long tinh huyết mà Trúc Ly trưởng lão cho từ bên trong nạp giới, rồi nuốt vào một giọt. Cổ long tinh huyết nhập thân thể. Làn da cả người Tiêu Viêm lập tức phát ra một ánh kim mang rực rỡ. Năng lượng mênh mông như cuồng phong trong người hắn thổi quét bung ra. Kinh mạch hắn vốn khô kiệt dường như trong nháy mắt đã được đấu khí hùng dũng ngập tràn. Dưới luồng năng lượng như bão táp thổi quét qua, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được kinh mạch, cơ bắp thậm chí là xương cốt hắn trong lúc mơ hồ truyền ra một cảm giác tê ngứa và chua xót. Chúng giống như được tẩy rửa qua một lần nên càng thêm vô cùng cứng cỏi và đầy sức mạnh. Đây là năng lượng ẩn chứa trong cổ long tinh huyết sao? Quả nhiên thật thần kỳ. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, trong lòng Tiêu Viêm không nén được dấy lên một nỗi kinh ngạc. Loại năng lượng này cơ hồ có thể so sánh với một số ít đan dược cao giai. Thái Cổ Hư Long này quả nhiên không hổ là tồn tại đứng đầu ma thú giới. Chỉ là tinh huyết lực liền đã có thần hiệu bực này. Một khi đã vậy, kế tiếp chúng ta tiếp tục. Bàn tay hơi siết chặt,
Trên khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười mỉm, đôi mắt chăm chú nhìn vào trong cự đỉnh. Ở đó, Long Hoàng tinh tầng bao phủ toàn thân Tử Nghiên cơ hồ đã triệt để biến mất, nhưng đó cũng không thể kết luận đã thành công triệt để. Bởi bên trong thể nội của nàng vốn bị Long Hoàng tinh tầng chiếm cứ, chỉ có luyện hóa xong tinh tầng này mới đồng thời làm cho Tử Nghiên triệt để thức tỉnh. Quá trình luyện hóa liên tục trải qua thời gian một tháng. Thời gian như cát chảy, nhanh chóng trôi qua. Trong một tháng này, tất cả tộc nhân của Cổ Long tộc đều kinh hỉ nhìn thấy Long Hoàng tinh tầng trên người Tử Nghiên ngày càng mỏng dần, thẳng đến lúc cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Theo biến hóa đáng mừng này, trên Cổ Long đảo cũng ngập tràn không khí vui sướng. Cứ dựa theo tốc độ này, những tinh tầng trong thể nội của Tử Nghiên có thể được luyện hóa hoàn toàn. Đến lúc đó, một vị có huyết mạch vương giả mới của giới ma thú sẽ lại được sinh ra. Phía trước cự đỉnh, một thân ảnh tóc tai rối bù đang ngồi xếp bằng. Nếu nhìn xuyên qua mái tóc sẽ thấy được đôi mắt bên trong vằn đầy tơ máu. Đôi mắt này ngập tràn vẻ mỏi mệt và xen lẫn một cảm giác làm người nhìn thấy phải sợ hãi. Xung quanh ngọn núi, từng ánh mắt tràn ngập kính ý nhìn chăm chú vào bóng lưng kia. Một tháng thời gian, sự kiên trì của người nọ làm ai cũng phải rung động. Điều này làm cho tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc vốn kiêu ngạo trời sinh cũng bị nghị lực này chinh phục. Người này về sau sẽ có đại thành tựu. Tiêu gia một lần nữa sẽ vinh quang cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ôi! Tiêu Huyền! Tiêu gia ngươi thật có phúc ca! Nhìn bóng người đã trải qua một tháng không ngủ không nghỉ mà vẫn còn khống chế dị hỏa đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy, Trúc Ly chậm rãi vuốt râu. Một lúc sau, rốt cục ông ta mới thở dài rồi thì thầm với âm thanh mang sự hâm mộ cùng cực. Tiếng than vừa dứt, Trúc Ly trưởng lão vừa muốn mở miệng phân phó mọi người phải giữ yên lặng thì một tiếng gầm như sấm động đột nhiên trào dâng tại một không gian hư vô. Hạ Ngao, các ngươi thật to gan, dám xông vào Đông Long đảo. Nghe được tiếng gầm này, sắc mặt Trúc Ly nháy mắt đã trở nên âm trầm rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài không gian hư vô. Rốt cục đã đến sao? Trong hư không đen kịt đột nhiên hiện lên từng đạo lưu quang. Một lúc sau, chúng từ từ dừng lại bên ngoài Cổ Long đảo, hào quang tán đi rồi từng thân ảnh hiện ra với khí tức hùng hồn. Phần lớn những người này đều mặc giáp màu vàng nhạt, phía trên có hoa văn hình rồng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy thân rồng di động tựa như vật sống, bạo phát ra từng luồng long uy cường hãn ngập tràn. Ngoại trừ những người mặc giáp vàng nhạt này, vẫn còn có những bóng người khác. Họ có thân thể vô cùng tráng kiện, làm ánh mắt người nhìn phải choáng ngợp. Là người của Tây Long đảo và Nam Long đảo. Hạ Ngao, ngươi cũng dám mang người xông vào Đông Long đảo ta. Thật sự có bản lãnh a. Không gian trên bầu trời vặn vẹo, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Đầu lĩnh của họ rõ ràng là người nói chuyện với Trúc Ly trưởng lão ngày trước, Kỳ U trưởng lão. Giờ này, trên khuôn mặt vốn trông như cợt nhã tùy tiện của ông ta lại cực kỳ nghiêm khắc, trong lúc mơ hồ phát ra khí thế không giận mà uy. Ha ha! Lão già Kỳ U! Ngươi cũng đừng phát hỏa lên người ta. Ta cũng chỉ là phụng mệnh đến đây muốn thỉnh vị đại nhân có huyết mạch vương tộc đến Tây Long đảo làm khách một chuyến. Bên ngoài hư không, một đại hán mặc giáp vàng nhạt, lông mày rậm rạp chậm rãi tiến ra hai bước. Nương theo sau bước chân hắn, mảnh không gian hư vô này vậy mà như chợt chấn động mạnh. Sau đó, hắn mới nhìn Kỳ U bên trong vòng bảo hộ, cười to. Chỉ sợ Tây Long Vương muốn giam lỏng huyết mạch vương tộc ở Tây Long đảo thì có. Hừ, hắn chỉ là ngoại tịch của huyết mạch vương tộc mà hiện giờ cũng dám tự xưng là Long Vương. Nói ra không sợ vỡ miệng. Kỳ U quát lạnh. Đại hán được gọi là Hạ Ngao thản nhiên nói. Hiện giờ Cổ Long tộc đã bị chia làm bốn. Bất kể như thế nào, Tây Long Vương đại nhân cũng có huyết mạch vương tộc, so với tất cả những người có huyết mạch bình thường các ngươi càng có lực hiệu triệu mạnh hơn rất nhiều. Lại nói, Đông Long đảo các ngươi mới chân chính không nên tồn tại. Trong tứ đảo, cũng chỉ có các ngươi chưa từng có được thống lĩnh có huyết mạch vương tộc. Loại tồn tại kiểu này cũng không ai tán thành. Tán thành hay có tiếp nhận hay không cũng còn chưa tới lượt Tam Đại Long Vương bình luận. Thái Cổ Hư Long tộc không có bất kỳ Đông, Tây, Nam, Bắc Long Vương gì, mà chỉ có một Long Hoàng đại nhân duy nhất. Còn lại, không ai có thể có tư cách đặt ra tộc quy. Kỳ U trưởng lão trợn mắt, nói. Hắc hắc, ta cũng lười nói nhảm với lão già ngươi. Lần này, ta phụng mệnh tới đây thì phiền ngươi giao ra vị đại nhân có huyết mạch vương tộc. Nếu không, chuyện này cũng không dễ yên bình như vậy đâu.
Hạ Ngao biểu môi, nói: chỉ bằng ngươi? Sắc mặt Kỳ U lạnh dần. Bàn tay vung nhẹ, tức thì năng lượng mênh mông đáng sợ liền nhanh chóng ngưng tụ. Hắc hắc, Kỳ U, luận về chiến lực, Đông Long đảo ngươi chính là kém nhất trong tứ đảo. Long giáp quân của Tây Long đảo ta nếu muốn xâm phạm tứ bề thì Đông Long đảo ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Nhìn thấy Kỳ U chuẩn bị động thủ, Hạ Ngao cũng vung tay lên. Sau đó, những thân ảnh mặc giáp và nhạc cũng chậm rãi tiến lên phía trước. Uy áp cường hãn tràn ngập của họ tụ vào một chỗ rồi bắn tới Long đảo. Dưới uy áp tràn ngập, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão tại chỗ sâu trong Long đảo cũng từ từ âm trầm. Ông nhìn thoáng qua bóng người đang xếp bằng trước cự đỉnh rồi trầm giọng nói: để các ngươi bảo hộ Tiêu Viêm tiên sinh cho tốt, tuyệt đối không thể để xuất hiện tình huống nào ngoài ý muốn. Rõ. Trúc Ly trưởng lão vừa dứt lời, chung quanh ngọn núi cũng nhất tề truyền ra một số tiếng quát trầm thấp. Thấy thế, Trúc Ly mới chậm rãi gật đầu. Thân hình chợt động liền biến mất một cách quỷ dị. Khi xuất hiện thì đã đứng bên cạnh Kỳ U. Ông ngẩng đầu dùng ánh mắt bình thản nhìn mấy thân ảnh đang phiêu phù trong hư không, cuối cùng mới nhìn thẳng vào một bóng người cao lớn vô song để trần nửa thân trên. Tây Long đảo, Long Giáp Quân. Nam Long đảo, Mang Long Quân. Tinh nhuệ của hai đảo thế mà được phái đến cả đây. Chẳng qua không biết vị nào xuất lĩnh Mang Long Quân ở đây. Ha ha. Không hổ là Trúc Ly trưởng lão a. Lão phu nép một bên nhưng vẫn bị ngươi phát hiện ra. Khi âm thanh của Trúc Ly trưởng lão hạ xuống, mảnh không gian hư vô phía trước cũng chậm rãi vặn vẹo. Một lão già mặc áo da đơn giản, màu da toàn thân trắng nhạt chợt đột ngột xuất hiện rồi cười nói với Trúc Ly đang trong vòng bảo hộ của Long đảo. Hóa ra là Ma Nham trưởng lão. Trúc Ly trưởng lão liếc nhìn vị lão nhân này, nói bằng âm thanh thản nhiên không chút gợn sóng: Trúc Ly trưởng lão giao người ra thôi. Chúng ta cũng phụng mệnh mà đến. Thái cổ hư long tộc đã biến thành như vậy, muốn thống nhất đã khó càng thêm khó. Tam đại long vương cũng không cho phép phát sinh sự tình này đâu. Ma Nham trưởng lão kia nhìn Trúc Ly, thở dài một hơi rồi chợt trầm giọng nói: giao cái rắm. Thật thấy Đông Long đảo ta dễ bắt nạt sao? Nếu đại nhị trưởng lão không bế tử quan, tam đảo các ngươi sao lại dám đến Đông Long đảo chúng ta kiêu ngạo? Một thân ảnh mạnh mẽ vút lên chân trời một cách dữ dội, không hề e ngại uy áp của các cường giả Tây Long đảo, quát to: Hắc Kình, bộ dạng và tính tình ngươi vẫn thối tha như vậy. Hạ Ngao liếc mắt nhìn Hắc Kình, nói. Lại nhìn qua Ma Nham, nói: để chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí, động thủ đi. Nói vừa dứt câu, bộ long giáp màu ám kim trên thân Hạ Ngao chợt phát ra kim quang rực rỡ. Một khí tức ngập trời như cuồng phong thổi quét ra từ trong cơ thể hắn, trong lúc mơ hồ còn mang theo tiếng rồng gầm truyền ra theo luồng kim quang sáng chói. Long giáp quân, động thủ. Mang vị đại nhân có huyết mạch vương tộc kia về. Hạ Ngao phất mạnh tay. Theo đó, tất cả những bóng người mặc long giáp liền nhất tề thét lớn rồi bùng phát ra hơi thở mạnh mẽ, sau đó y ai. Động thủ đi. Thấy thế, Ma Nham trưởng lão kia cũng thở dài, nói. Nghe được mệnh lệnh của ông ta, mấy người để trần thân trên cũng nhất loạt cực mạnh đầu, siết chặt nắm đấm rồi vung tay lên. Trong nháy mắt, hai tay họ đều được một lớp vảy rồng màu tím nhạt lóng lánh che phủ, bàn tay hóa thành trảo rồi thân hình nhoáng lên xông ào vào cổ Long đảo. Ngăn bọn họ lại. Nhìn những thân ảnh lóe quang mang đang đánh sâu vào Long đảo, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão cũng tối sầm lại, trầm giọng quát. Vâng. Tiếng quát của Trúc Ly trưởng lão vừa dứt, từng đạo nhân ảnh mạnh mẽ cũng lao ra dữ dội từ bên trong cổ Long đảo. Trong lúc nhất thời đã tạo thành một luồng khí tức cường hãn thổi quét cả phía chân trời. Sau đó, từng âm thanh va chạm nặng nề cùng với tiếng năng lượng nổ mạnh cũng vang lên không ngớt giữa khắp bầu trời. Hắc Kình sắc mặt âm trầm đánh một quyền vào một gã để trần thân trên có song chưởng biến thành long trảo làm hắn hộc máu. Vừa muốn xông lên lần nữa thì thân ảnh Trúc Ly trưởng lão đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắc Kình, ngươi đi bảo hộ Tiêu Viêm. Đừng để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nơi này cứ giao cho chúng ta. Trúc Ly trưởng lão trầm giọng nói. Thấy Trúc Ly muốn mình rời khỏi chiến trường, Hắc Kình dù không cam lòng nhưng đến thời điểm này hắn đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của Tiêu Viêm, nên lập tức chỉ có thể cắn răng gật đầu. Sau đó, thân hình hắn lùi về phía sau nhanh như chớp, chỉ sau vài chớp mắt đã xông vào chỗ sâu trong cổ Long đảo. Trúc Ly, hay để lão phu đến làm đối thủ của ngươi. Khi phái Hắc Kình đi bảo hộ Tiêu Viêm,
Ánh mắt Trúc Ly trưởng lão cũng ngừng tại một phiến không gian phía trước. Nơi đó mang nham với màu da xám trắng chậm rãi hiện ra. Giờ phút này, toàn thân người nọ cũng bắt đầu lan tràn long lân màu tím sẫm, đôi tay cũng biến ảo thành long trảo sắc bén. Trong thời gian ngắn này, Ma Nham đã biến thành một bán long nhân có đủ long thân lẫn long trảo. Biến ảo xong, một luồng khí tức hung hãn ngập trời liền chậm chậm tràn ra trong người lão. Ngay cả không gian xung quanh cũng không, nhiều năm không gặp, chẳng biết hiện giờ ngươi đã đột phá cảnh giới đấu tôn hay chưa. Đôi mắt Ma Nham vì biến thân nên cũng phát ra một màu tím nhạt. Lão cười với Trúc Ly rồi hạ thân xuống. Không gian đột nhiên nổi lên từng gợn sóng dao động không ngớt, mà mặt khác thân hình lão như tia chớp đã xuất hiện trước mặt Trúc Ly trưởng lão. Long trảo vung lên tạo thành một luồng năng lượng đáng sợ tràn ngập ra trong nháy mắt. Đùng, đùng, đùng. Cả tòa long đảo lúc nàng cũng bùng lên những tiếng nổ kinh thiên, nơi nơi trên bầu trời đều xuất hiện những cuộc chiến. Không khí vốn bình thản và im lặng lúc này không còn sót lại chút gì. Sức chiến đấu riêng rẽ của mỗi chiến đội tinh nhuệ do hai đảo phái ra đủ để huyết tẩy bất kỳ thế lực nhất lưu nào ở Trung Châu. Mà nhìn về sự tập kích đột ngột bất ngờ này, mới đầu Đông Long đảo có vẻ trở tay không kịp, nhưng cũng may cường giả trong tộc của họ cũng không thiếu. Chỉ qua một lúc đầu rối loạn, rốt cục họ cũng miễn cưỡng ổn định cục diện rối rắm này. Khi Long đảo lâm vào đại chiến kịch liệt, thì sâu bên trong nó vẫn duy trì không khí an bình. Trên miệng núi lửa vẫn tràn ngập nhiệt độ kinh khủng như trước. Trong cự đỉnh, thân hình vốn cứng rắn của Tử Nghiên cũng dần dần khôi phục vẻ mềm mại. Trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được một năng lượng đáng sợ như đại dương vô tận chảy xuôi bên trong người nàng. Xoẹt, xoẹt, vù. Trên không, Hắc Kình với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào trong cự đỉnh. Đột nhiên có một trận gió xé vang đến bên tai làm hắn khẽ biến sắc. Khi quay đầu lại liền nhìn thấy một khí tức hung hãn dị thường đang lướt đến dữ dội như một tia chớp. Ngăn bọn họ lại. Đừng để chúng quấy rầy Tiêu Viêm. Nhìn thấy gia hỏa đang xông đến, Hắc Kình vội quát lạnh. Nhanh giết. Tiếng quát của Hắc Kình vừa dứt, xung quanh ngọn núi liền xuất hiện những thân ảnh lao vút ra nhanh như chớp giật, lập tức ngăn cản những bóng người kia từ rất xa. Khi hai bên tiếp xúc, đại chiến lập tức bắt đầu. Người tới bị ngăn cản nhưng sắc mặt Hắc Kình vẫn khó coi như ban đầu. Hắn hiểu nếu hai đảo Tây Nam nhận được tin tức thì cuối cùng Bắc Long đảo tất nhiên sẽ không mặc kệ ngồi xem. Lực lượng trong đảo hiện giờ có thể chống lại hai đảo tiến công đã rất khó khăn. Nếu bắt mắt nhìn thanh niên gầy gầy ngồi xếp bằng ngay ngắn trước cự đỉnh, Hắc Kình siết chặt đôi tay rồi thì thào, "Lệ Tiêu Viêm, nhanh một chút a." Ầm. 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 Trên không trung, năng lượng dao động kịch liệt như sấm rền không ngừng khuếch tán bùng ra, vang vọng khắp đất trời Long đảo. Đối với cục diện hỗn loạn của ngoại giới, Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng trước cự đỉnh giống như chưa từng phát hiện. Đôi mắt vàng đầy tơ máu của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trong cự đỉnh, bàn tay đã trở nên cứng ngắc vẫn kết động ấn quyết khống chế nhiệt độ trong đó. Gần một tháng không ngủ không nghỉ nhưng lại là một lượng việc kinh khủng đến như vậy đủ để một cường giả cấp đấu tô mệt đến hư thoát. Nhưng, dưới tình huống này Tiêu Viêm vẫn chịu khổ mà cắn răng kiên trì. Mặc dù hậu quả của sự kiên trì này cơ hồ đã làm đầu óc hắn hoàn toàn đặc sệt như hồ gián. Ánh mắt Hắc Kình trở nên khẩn trương nhìn Tiêu Viêm đầu bù tóc rối và cũng siết chặt tay lại, vì hắn biết Tiêu Viêm đã đạt tới cực hạn. Trong khoảng thời gian này, thần kinh của Tiêu Viêm vẫn luôn làm việc căng thẳng, căn bản không thả lỏng chút nào. Cứ như thế sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bản thân hắn. Người này đối với bản thân cũng đủ tàn nhẫn a. Nếu sau khi có thể giải quyết hoàn toàn việc này, lão Hắc ta nhất định kết bái huynh đệ với ngươi. Ngươi bảo ta đánh ai, ta liền đánh hắn đến hoa rơi nước chảy. Hắc Kình thấp giọng tự nhủ. Kiệt ngạo như hắn mà giờ đây cũng bang. Bang. Tiếng tự nhủ của Hắc Kình vừa dứt thì xa xa đã vọng tới một chuỗi âm thanh nổ mạnh. Chợt một khí tức hung hãn lướt đến dữ dội như chớp, thân ảnh còn chưa tới thì một tràng cười to hung hãn đã liền vang lên như sấm rền cuồn cuộn. Ha ha. Nguyên lai là ở trong này. Theo tiếng cười cuồng ngạo vọng đến càng lúc càng gần thì trong chớp mắt, một bóng người chỉ chớp lóe vài lần đã xuất hiện trên miệng núi lửa, sau đó lượn vòng xuống. Mọi người vừa nhìn đã thấy hóa ra đó là một nam tử giữa hàng lông mày lóe lên ánh sáng kim sắc, trên khuôn mặt toát ra một sự hung lệ nhàn nhạt. Long Giáp Quân, Tứ Thống Lĩnh, Hạ Sát. Nhìn thấy người này, Hắc Kình cũng chợt sửng sốt. Hắn bỗng chau mày vẫy nhẹ tay. Mười mấy thân ảnh từ trong núi rừng chung quanh nhanh chóng đi ra,
sau đó nhìn chăm chú nam tử được gọi là Hạ Sát đầy vẻ cảnh giác. Hắc Kình. Hắc hắc. Không ngờ lại gặp ngươi ở trong này. Hạ Sát nhìn Hắc Kình trắng ngang trước mặt. Đôi mắt hắn nheo lại, cũng không nhiều nói nhảm liền vung tay lên. Phía sau liền có đông đảo bóng người đằng đằng sát khí dữ dội lướt ra, mà tiếng hét ẩn chứa long uy cũng vang lên trào dâng như sấm dậy. Thấy thế, Hắc Kình cũng hơi sầm mặt xuống rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hơn 10 cường giả đông long đảo cũng nhanh chóng lướt ra chặn lại những thân ảnh mặc long giáp ám kim sắc lại. Hắc Kình, ngoan ngoãn giao vị đại nhân kia ra đây. Nếu không đông long đảo ngươi hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Hạ Sát cười lớn rồi thân hình chợt lóe đã xuất hiện trước mặt Hắc Kình khoảng 10 trượng. Bốn mắt đối nhau tạo thành hoa lửa bùng nổ, năng lượng kinh khủng cũng lặng lẽ bùng phát ra. Muốn cướp người. Phải nhìn Hạ Sát ngươi có tư cách này hay không đã. Sắc mặt Hắc Kình âm trầm, nắm tay đang siết chặt đột nhiên tung thẳng ra một quyền mạnh mẽ. Không gian tức thời nổ tung tạo thành một khe nứt đen nhánh cấp tốc kéo dài. Hừ. Nhìn thấy Hắc Kình ra tay, Hạ Sát đằng kia cũng hừ lạnh, thân hình không hề lùi bước nào cũng liền mạnh mẽ oanh ra hung hăng va chạm với khe nứt không gian đang lướt đến một cách dữ dội. Quỳnh. Quỳnh. Kình khí cường hãn như sóng gợn xô ra bốn phía. Thân hình Hạ Sát khẽ rung lên, bàn chân đạp mạnh vào hư không, cả người liền xuất hiện bên cạnh Hắc Kình như quỷ mị chợt liền bạo xuất ra thế công như cuồng phong bão tố. Nhìn thế công khủng khiếp bực này của Hạ Sát, Hắc Kình cũng chỉ cười lạnh nhưng cũng không nhường một phân mà trực tiếp giao phong chính diện với nó. Phanh! 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 Trên bầu trời, hai thân ảnh chiến đấu với nhau dữ dội. Mỗi một lần va chạm đều tạo kình phong tràn ngập, làm cho không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ trầm thấp. Nơi an tĩnh duy nhất này cũng vì cuộc chiến của hai người mà trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng thân ảnh gầy gầy đang ngồi xếp bằng trước cự đỉnh kia lại vẫn chưa có chút động tĩnh nào như trước. O không o, ầm, ầm. Giữa không trung, hai bóng người mạnh mẽ trao đổi qua lại. Năng lượng đáng sợ xé thẳng không gian rách tả tơi, tạo thành một cái khe đen nhánh trống không lớn chừng 10 trượng. Mà khi hai người vừa va chạm cũng liền tách ra rồi mỗi người đều nhanh chóng thối lui. Không ngờ ngươi hiện giờ cư nhiên cũng tiến vào cảnh giới bán thánh. Ma Nham liên tục lui về phía sau, toàn thân đầy long lân màu tím sẫm lúc này đều trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Đôi mắt nhằm chằm chằm Trúc Ly cách đó không xa, trầm giọng nói. Trúc Ly mặt không đổi sắc. Thực lực của ông cũng không sai biệt lắm với Mang Nham. Nhưng lão ta lại có bí pháp để biến thành trạng thái chiến đấu bán long hóa nên có chút khó giải quyết. Bởi vậy, muốn đánh bại đối phương là chuyện tương đối khó khăn. Trúc Ly, không cần chống cự tiếp một cách vô vị. Thực lực Đông Long đảo ngươi vốn yếu nhất trong tứ đảo. Hiện giờ, ba đảo đều đã tới thì vô luận các ngươi chống cự thế nào cũng không nổi. Hay là giao người ra đây thôi. Ma Nham chậm rãi nói. Nếu một số trưởng lão của Đông Long đảo ta không đi vào tu luyện ở không gian hư vô và đại nhị trưởng lão không bế tử quan mà nói, dù cho Lan Đại Long Vương của các ngươi cũng không dám tới đây dễ như vậy. Trúc Ly cười lạnh, đáp. Khà khà. Trúc Ly, ngươi cũng nên biết. Đây không phải là chẳng qua hay nếu gì cả. Khi tiếng cười lạnh của Trúc Ly vừa dứt, trong không gian hư vô đột nhiên vọng đến một tràng cười khẽ. Mà khi nghe tràng cười này, hư không? Dưới ánh mắt dữ dội của Trúc Ly, chỉ thấy không gian hư vô đột nhiên sáng lên từng luồng thanh mang. Chợt luồng sáng này trở nên to lớn, từng bóng người lướt theo đó với khí tức che phủ đất trời rồi cuối cùng xuất hiện trên long đảo trong từng đợt cuồng phong xé nát không gian. Xem ra ta đã tới chậm a. Chẳng qua màn diễn vẫn còn không tệ. Trên bầu trời, một lão già mặc áo bào xanh nhìn cảnh hỗn loạn trên cổ long đảo không khỏi cười, nói. Thanh Nhiễm. Nhìn lão già áo xanh này, trong lòng Trúc Ly như có khối đá lớn chìm sâu xuống. Bút tích của Tam Đại Long Vương này quả nhiên không nhỏ, cư nhiên lại phái một tên bán thánh và hai đấu tôn đỉnh đến đây. Xem ra, bọn họ đã quyết định phải đoạt Tử Nghiên cho bằng được a. Lão già tên Thanh Nhiễm vừa hiện thân, trước tiên sầm mặt liếc Trúc Ly một lượt rồi cười cười. Sau đó, chuyển hướng vào sâu trong long đảo nói, Ê Ma Nham trưởng lão, Trúc Ly liền do ngươi ngăn lại. Còn vị đại nhân có huyết mạch vương tộc kia để lão phu tự mình mang đi. Lời nói buông xuống, thân hình lão ta liền dao động rồi hóa thành một luồng sáng lao vào nơi sâu nhất của Đông Long đảo. Trúc Ly thấy thế lập tức giận đến phát cuồng, nhưng không đợi ông ta đuổi theo thì Ma Nham đã bỗng chắn trước người. Lão múa long trảo đánh nát không gian nổ ầm ầm rồi lao tới Trúc Ly dữ tợn,
bị ma nham ngăn trở, Trúc Ly vô cùng giận dữ. Đấu khí vô thiên bùng phát ra từ trong cơ thể, sau đó cũng nổ tung hung hăng công kích đối phương. Mặt khác, nhân lúc Trúc Ly bị ma nham cuốn rịch lấy, thân ảnh vị lão giả tên Thanh Nghiễm kia cũng lóe lên vài cái rồi xuất hiện bên cạnh miệng núi lửa. Đến nơi đây, đầu tiên Thanh Nghiễm liếc Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trước cự đỉnh một cái, chợt ánh mắt lão lóe lên nhìn vào trong đỉnh rồi nhíu chặt mày, ở đây là vị đại nhân có huyết mạch vương tộc sao? Nguyên lai vẫn chỉ còn ở ấu niên kỳ. Chẳng qua loại uy áp áp chế của huyết mạch như thế này cũng chính là lần đầu ta gặp được a. Trước tiên cứ mang người đi trước đã, miễn để cho chậm trễ lại sinh biến. Ánh mắt lại lóe lên, Thanh Nghiễm cũng không nguyện dừng lại quá lâu. Thân hình chợt động vừa muốn ra tay thì một thân ảnh khác liền thoáng hiện cách đó không xa, đúng là Thiết Kiếm Tôn giả. Ông mặt không đổi sắc, bàn tay nắm chặt thiết kiếm, ánh mắt nhìn Thanh Nghiễm chằm chằm. Một khí thế lặng yên hờ hững như coi thường sinh tử bùng ra tràn ngập. Muốn chết. Nhìn thấy Thiết Kiếm Tôn giả ngăn trở, Thanh Nghiễm chợt cau mày. Lấy thực lực đấu tôn đỉnh của lão thì tự nhiên sẽ không để mắt đến Thiết Kiếm Tôn giả. Lập tức lão vung tay áo lên, một luồng năng lượng như bão tố liền hiện ra trước mặt rồi lướt đến Thiết Kiếm một cách dữ dội. Vù. Sắc mặt Thiết Kiếm Tôn giả vẫn hờ hững tựa như ông không hề biết chênh lệch rất lớn giữa mình và Thanh Nghiễm. Thiết kiếm trong tay ông giơ lên cao, chợt cứ chất phát không hoa mỹ như vậy mà bổ xuống. Một kiếm hạ xuống, thần sắc Thiết Kiếm Tôn giả trong nháy mắt chợt trở nên vô cùng uể oải, giống như đấu khí trong người đã trôi cả theo một kiếm này. Mà lúc đó, một đạo kiếm cương chỉ bé như lòng bàn tay kêu vù một tiếng đã bắn ra dữ dội từ mũi kiếm, cuối cùng oanh tiếp vào thì đùng. Đùng. Hai người va chạm làm không gian đầu tiên chợt rung lên. Ngay sau đó, một cơn bão năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát ra. Phục. Kiếm cương đánh mạnh lên cơn lốc, Thiết Kiếm Tôn giả thần sắc đã uể oải nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như cũng dính đòn nghiêm trọng văng ngược xuống khu rừng rậm bên dưới. Không biết sống chết. Phất tay đánh bay Thiết Kiếm Tôn giả, Thanh Nghiễm nhếch môi lộ vẻ khinh thường. Thực lực như thế cũng dám hiện thân, quả nhiên là muốn chết. Tiểu tử, dừng ngọn lửa của ngươi lại. Đánh bay Thiết Kiếm Tôn giả, Thanh Nghiễm chậm rãi đi trong hư không rồi bước đến cạnh Tiêu Viêm, nói. Nhưng Tiêu Viêm đầu bù tóc rồi lại vẫn như không nghe thấy âm thanh của lão. Đôi mắt che kín bởi tơ máu vẫn chăm chú nhìn vào trong cự đỉnh. Lại thêm một tên muốn chết. Bước chân Thanh Nghiễm dừng lại cạnh Tiêu Viêm, thấy bộ dạng của hắn thì chợt lắc lắc đầu. Bàn tay chậm rãi nâng lên tuôn ra đấu khí dữ dội, rồi sau đó không lưu tình chút nào hung hăng đập mạnh xuống thiên linh cái của Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc bàn tay Thanh Nghiễm hung hãn hạ xuống, đôi mắt của thiếu nữ vốn nhắm nghiền bên trong cự đỉnh lúc này đột nhiên mở bừng ra. Một tiếng động như sấm sét ẩn chứa uy áp khôn cùng bỗng giáng mạnh bên tai của Thanh Nghiễm, làm cho thân thể lão ta trong nháy mắt đã y hôm nay tổn thương một cọng lông của hắn, ngươi hãy dùng mệnh mà đền đi. Tiếng quát lạnh như băng vang vọng bên tai Thanh Nghiễm. Nó không coi là quá lớn, quá dữ dội nhưng trong chốc lát đã làm cho linh hồn lão ta run rẩy kịch liệt. Bởi trong tiếng quát này ẩn chứa một loại uy áp mà lão không thể kháng cự. Loại uy áp này đến từ linh hồn, đến từ huyết mạch. Huyết mạch vương tộc đại thành. Trong khoảnh khắc thân thể cứng đờ, sắc mặt Thanh Nghiễm cũng trở nên tái nhợt, bàn tay đang hạ xuống thiên linh cái của Tiêu Viêm cũng đột nhiên dừng lại. Lão ta không chút chần chờ, mũi chân điểm nhẹ vào hư không rồi thân hình nhoáng cái đã lùi lại. Vút. Thân ảnh Thanh Nghiễm chợt lui, một sợi tơ ánh sáng màu tử kim trong cự đỉnh kia chợt mạnh mẽ phóng ra rồi như xuyên thẳng không gian ghi bang. Bang. Hào quang tử kim nổ tung trên thân thể Thanh Nghiễm, kình phong đáng sợ làm lão ta thấy trong cổ ngọc liệm rồi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng lên không rồi bay ngược ra ngoài. Khi Thanh Nghiễm bị đánh bay thì gã hạ sát đang giao thủ với Hắc Kình cùng với những cường giả khác đều biến sắc kịch liệt. Tất cả đều vội ngẩng đầu chú mục vào cự đỉnh lượng lờ hỏa diễm trên đỉnh núi. Nơi đó có một thân ảnh mềm mại như ẩn như hiện dần lộ rõ. Khi thân ảnh ấy hiện lên thì bọn họ đều cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mơ hồ bỗng sôi trào. Dưới sự khống chế của huyết mạch sôi trào này, bọn họ như không nén được mà muốn quỳ phục xuống bái lạy tại không trung. Huyết mạch vương tộc chân chính hoàn toàn thức tỉnh. Ánh mắt Hắc Kình như dán vào trong cự đỉnh, trong lòng hưng phấn, thì thào. Dưới đông đảo ánh mắt soi mói, ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt bên trong cự đỉnh dần dần nhỏ xuống rồi tắm liệm. Một bóng người thon thả xinh đẹp cũng chậm rãi xuất hiện trước mắt bao người. Nữ tử vừa xuất hiện mặc một thân váy bào màu tử kim, trên đó có long hoàng vũ động. Cả người nàng lộ ra một khí tức tôn quý không cách nào che giấu.
Mặt khác, mái tóc màu tím của nàng như một thác nước đổ thẳng qua thân hình mềm mại dong dỏng rồi cuốn chặt lấy chiếc em thon nhỏ, sau đó mới phủ lên kiều đồn nhô cao mời gọi. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp. Đôi ngươi vốn có màu tím hiện giờ lại chuyển thành sắc tử kim. Nó thần bí mà yêu mị làm ai nhìn vào mắt nàng cũng cảm thấy dường như thiên địa phải thất sắc. Hiện tại, bộ dáng của Tử Nghiên đã không còn là một tiểu cô nương như trước mà đã triệt để hóa thành một thiếu nữ thành thục khuynh quốc khuynh thành. Từng ánh mắt thất thần bởi khí tức tôn quý của Tử Nghiên chợt mạnh mẽ tỉnh lại rồi ngừng ở sau lưng nàng. Nơi đó có một đôi cánh màu tử kim dài khoảng một trượng tựa như cánh chim đang nhẹ nhàng vũ động. Mặt khác, khi đôi cánh chấn động lại truyền ra những tiếng nổ mạnh mơ hồ làm hồn phách ai ai cũng phải rúng động. Thiên hoàng chi dực, cổ long chi thể. Nhìn đôi cánh sắc tử kim sau lưng Tử Nghiên, vẻ kích động trên mặt Hắc Kình càng lúc càng sâu. Một lát sau, cuối cùng hắn mạnh mẽ quỳ xuống trên không trung, nói bằng âm thanh cung kính tựa sự thành kính phát ra sâu trong lòng. Cung nghênh Long Hoàng Đại Nhân. Cung nghênh Long Hoàng Đại Nhân. Kế sau Hắc Kình, sắc mặt những cường giả của Đông Long Đảo trong nháy mắt cũng trở nên cuồng nhiệt rồi quỳ sát xuống, nhất tề thét lớn. Trên bầu trời, từ Hạ Sát cho tới Thanh Nhiễm cùng với những cường giả của Long Đảo khi nhìn thấy tràng cảnh này đều khẽ biến sắc mặt. Bọn họ cũng không phải là người của Đông Long Đảo, bởi đã phục tùng Tam Đại Long Vương kia trong một thời gian dài nên tuy nói hiện giờ họ cảm nhận được từ trong linh hồn lẫn huyết mạch truyền đến một uy áp vô thượng nhưng vẫn không hành động giống như nhóm người Hắc Kình. Hạ Sát, Thanh Nhiễm. Các ngươi thật to gan. Nhìn thấy Long Hoàng cư nhiên không quỳ, Hắc Kình giận dữ quay đầu quát lên phẫn nộ. Với tiếng gầm của Hắc Kình, Thanh Yểm và Hạ Sát cũng cười khan. Họ đứng phía xa như vậy nhưng dưới sự cái nhìn của đôi đồng tử màu tử kim thì huyết mạch của bọn họ đều bị áp chế một cách triệt để. Họ cảm nhận được loại uy áp này so với Tam Đại Long Vương còn vượt xa và mạnh hơn rất nhiều. Bái kiến Long Hoàng Đại Nhân. Chẳng qua chúng ta là người dưới trướng Long Vương Đại Nhân. Ngày sau nếu có thời gian lại đến yết kiến Long Hoàng Đại Nhân vậy. Hai người liếc nhau một cái nhưng vẫn kiên trì nói. Mà khi vừa dứt lời, bọn họ cũng không dám làm càn hay dừng lại thêm nữa bèn lui lại phía sau thật nhanh. Vô liêm sỉ. Thấy bọn người này quay đầu bỏ chạy, Hắc Kình vô cùng giận dữ. Vừa muốn đuổi theo thì Tử Nghiên vừa bước ra khỏi cự đỉnh cũng lại khẽ phất tay áo, đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ một cái đã xuất hiện như quỷ mị tại chỗ của Tiêu Viêm. Hiện giờ, đôi mắt hắn vàng đầy tơ máu, đôi tay cứng ngắc nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tử kim vô cùng tôn quý kia thì rốt cục cũng chợt cử động khe khẽ. Nghỉ ngơi trước đi. Vất vả cho huynh. Ngọc thủ nàng điểm nhẹ lên trán của Tiêu Viêm. Một luồng hào quang màu tử kim dày đặc từ trong người Tử Nghiên bùng phát ra rồi theo đầu ngón tay tiến nhập vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, cơ thể Tiêu Viêm như được bao phủ bởi một vần hào quang màu tử kim mà đôi mắt đầy tơ máu của hắn rốt cục cũng từ từ nhắm lại. Long Hoàng Đại Nhân, ít nhiều thì trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm tiểu ca cũng không ngủ không nghỉ mới có thể hòa tan Long Hoàng tinh tần trong thể nội của ngài. Hắc Kình lướt đến, cung thanh nói. Ừ, ta biết. Tử Nghiên khẽ gật đầu. Khi hình thể biến ảo thành như hiện tại thì tự hồ tính cách của nàng và quá khứ cũng trở nên bất đồng. Khí chất trên người nàng giờ đã nhàn nhã lạnh như băng, hiển lộ ra một khí tức vô cùng tôn quý như hơi thở của thiên địa. Trước kia nữa, mà lại triệt để nhận thức nàng chính là Long Hoàng tân nhậm của Thái Hư Cổ Long tộc. Chiếu cố huynh ấy thật tốt. Cho huynh ấy nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện của Long Đảo cứ giao cho ta. Nàng giao Tiêu Viêm cả người lượn lờ hào quang tử kim cho Hắc Kình rồi nói. Rõ. Nghe vậy, Hắc Kình vội cung kính nâng Tiêu Viêm lên rồi đưa hắn lùi về phía sau. Theo đám người Hắc Kình lùi về sau, đôi tròng mắt tử kim của Tử Nghiên cũng chuyển hướng nhìn Cổ Long Đảo đang tràn ngập chiến hỏa. Đôi cánh sau lưng nàng khẽ rung lên, thân hình mềm mại như thúng di liền xuất hiện trên không trung cao vời vợi. Dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống những kẻ đang chiến đấu, hòa quang tử kim dày đặt trên thân nàng giống như sóng gợn không ngừng tràn ngập ra ngoài, rồi chợt như một cơn mưa rào phủ xuống từng góc nhỏ của Long Đảo. Đây là uy áp huyết mạch thật mạnh. Uy áp bực này ngay cả Tam Đại Long Vương cũng không thể so sánh. Đó đúng là Long Hoàng. Dưới hào quang tử kim tràn ngập, tất cả các cường giả đang chiến đấu trên Long Đảo cũng chợt ngừng lại trong nháy mắt, khuôn mặt của cơ thể cũng dần dần sôi trào lên. Ánh mắt mang nhằm kinh dị hướng lên vần hào quang tử kim trên bầu trời. Cả Long Trảo, Long Thân cho đến Long Lân của hắn cư nhiên bắt đầu bị thoái hóa nhanh chóng. Một lần nữa, hắn liền đã biến thành hình dạng một lão nhân,
Ngay cả khí thế chốc lát đã trở nên uể oải hơn rất nhiều. Thật sự thành công. Trúc Ly trưởng lão kinh ngạc nhìn thân ảnh xinh đẹp trên không trung, khó nén được sự kích động tràn ngập trong mỗi tế bào dâng lên đại não. Đôi chân ông dần dần khuỵu xuống rồi quỳ sát đất, lão lệ chảy tràn khuôn mặt già nua. Thái hư cổ long tộc rốt cuộc cũng xuất hiện long hoàng. Bột, bột. Trên bầu trời, mặt đất, ngay cả những ngọn núi, từng bóng người bộ dáng thành kính đang cúi cung quỳ sát đất. Thậm chí một số cường giả có thực lực không cao của tam đảo còn lại cũng tần ngần một lúc rồi rốt cuộc cũng không có cách nào kháng cự luồng uy áp từ linh hồn đến huyết mạch này mà hai chân dần cong lại rồi lặng lẽ quỳ rạp xuống. Cổ long tộc không quỳ trước trời, không quỳ trước đất. Thần chân chính trong lòng bọn họ chỉ có một long hoàng có huyết mạch vương tộc chân chính. Mặc dù cổ long tộc đến hiện tại đã phân liệt nhiều năm, trong lòng rất nhiều cường giả trong tam đảo vẫn có uy nghiêm của tam đại long vương, nhưng giờ khắc này, dưới sự cảm ứng của tín ngưỡng huyết mạch và linh hồn thì họ đã bỏ quên hết thảy. Long hoàng xuất thế thì tam đại long vương phải hoảng sợ a. Ma Nham than nhẹ. Cường hãn đến như lão, dù giờ phút này vẫn chưa quỳ rạp xuống nhưng vẫn phải cúi người trước thân ảnh xinh đẹp trên bầu trời xa xa kia. Chuyện hôm nay đã hoàn toàn thất bại. Có Long Hoàng đại nhân tọa trấn Đông Long đảo, còn thêm tinh nhuệ của tam đảo đã mất sạch sức chiến đấu. Ánh mắt Ma Nham cũng nghiêm trọng như khuôn mặt Hạ Ngao, cả hai liếc nhau một cái. Tộc nhân bình thường của cổ long tộc không có khả năng ra tay với Long Hoàng đại nhân. Dù có thực lực bực này, ngay cả bọn họ cũng không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo đến như thế. Những chỉ huy của tam đảo, trong vòng 10 hơi thở phải dẫn người ra khỏi Đông Long đảo. Khi hai người chỉ biết thở dài thì trên bầu trời xa thẳm của Đông Long đảo chậm rãi truyền xuống một thanh âm ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Nhìn Trúc Ly rồi nhẹ giọng nói, sự kiên trì của Đông Long đảo có lẽ đã đúng. Chẳng qua về sau các ngươi phải càng thêm cẩn thận. Tam đại Long Vương đều là nhân vật giả tâm bừng bừng nên sẽ không dễ để cho Long Hoàng đại nhân thống nhất cổ Long tộc. Lời vừa dứt, Ma Nham cũng không dám dừng lại quá lâu, liền vung tay lên mang theo một đám đông vội vàng bay vút ra không gian hư vô của cổ Long đảo. Sau đó, người của hai đảo còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo không dám lưỡng lự một giây nào. Sau khi trở về thì nhắn cho Tam Đại Long Vương, Thái Hư cổ Long tộc từ xưa đến nay chỉ có một Long Hoàng, không có Long Vương. Một tí ti huyết mạch của bọn họ, bổn hoàng đến lúc sẽ đích thân thu hồi lại. Khi tất cả cường giả của Tam Đảo xông vào hư không, thì thân ảnh xinh đẹp bao phủ bởi hào quang tử kim rực rỡ lại thản nhiên nói một lần nữa. Khi lời này vang vào tai mọi người, thân thể Ma Nham không nén được phải rung lên khe khẽ. Xem ra không lâu nữa, Thái Hư cổ Long tộc sẽ xuất hiện đại biến động a. Vị Long Hoàng tâm nhiệm này đã bắt đầu nổi giận vì cử chỉ ngang ngược và càn rỡ của Tam Đại Long Vương rồi. Long Hoàng chi nộ, kinh thiên động địa. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.